Cô thân ái chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Khóa học tự nhiên lớp 8 trên trang web olm.vn Trong video này thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về bảo vệ môi trường Nội dung bài học gồm 4 phần chính Phần thứ nhất Tác động của con người đối với môi trường qua các thời kỳ phát triển xã hội Phần thứ hai Ô nhiễm môi trường phần thứ ba biến đổi khí hậu và phần cuối cùng bảo vệ động vật hoang dã ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần đầu tiên nhé con người đã tác động đến môi trường qua các thời kỳ cụ thể là thời kỳ nguyên thủy thời kỳ xã hội nông nghiệp thời kỳ xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp trong thời kỳ nguyên thủy con người chủ yếu khai thác thiên nhiên thông qua hình thức hái lượm và săn bắn. Cũng trong thời kỳ này thì con người đã sử dụng lửa để nấu chín thức ăn, xua đuổi thú dữ, sưởi ấm và đốt rừng để săn thú. Chuyển sang thời kỳ xã hội nông nghiệp thì con người bắt đầu biết trồng cây lương thực, ví dụ như cây lúa nước, lúa mì, cây ngô. Bên cạnh đó, con người cũng đã biết chăn nuôi, có thể kể đến một số loài như trâu, bò, dê hay cừu. Với những thông tin vừa rồi, kèm hãy hoàn thành câu hỏi tương tác sau đây. Chúc mừng các em, các em đã trả lời đúng rồi đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang thời kỳ xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp. Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp, con người đã bắt đầu cơ giới hóa sản xuất dựa vào các loại máy móc, nguồn nguyên, nhiên vật liệu Ví dụ như là sắt, than đá. Bên cạnh đó, con người cũng đã sử dụng một loại năng lượng mới là hơi nước. Những sự thay đổi này thì đã tác động mạnh mẽ tới môi trường sống, đặc biệt là việc sử dụng điện và sự ra đời của dây chuyền sản xuất hàng loạt quy mô lớn, công nghiệp sản xuất phát triển mạnh mẽ. Con người đã đẩy mạnh khai thác các loại tài nguyên khoáng sản để phục vụ cho sản xuất. Điều này đã kéo theo sự gia tăng khí thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp. Đến với giai đoạn nửa sau thế kỷ 20, điện tử và công nghệ thông tin được ứng dụng để tự động hóa sản xuất. Nhờ đó đã tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực xã hội trong việc tạo ra cùng một khối lượng hàng hóa tiêu dùng. Còn hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn được gọi là cách mạng 4.0 có sự kết hợp của các công nghệ với nhau. Trong lĩnh vực sinh học, thì cách mạng 4.0 đã tập trung nghiên cứu để tạo ra bước nhảy vọt trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường và các nguồn năng lượng tái tạo. Nội dung tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người sinh vật và tự nhiên dựa vào nguyên nhân người ta có thể phân loại ô nhiễm môi trường bao gồm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật ô nhiễm do khí thải ô nhiễm do chất phóng xạ ô nhiễm do sinh vật gây bệnh ô nhiễm do chất thải rắn và ô nhiễm do nước thải Quá trình đốt cháy nhiên liệu trong sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải đã tạo ra một lượng khí thải rất lớn. Điều này thì đã gây ra ô nhiễm môi trường đấy. Ngoài ra, khí thải còn có thể đến từ quá trình đun nấu trong các hộ gia đình hay cháy rừng. Có thể kể đến một số loại khí thải như CO2, NO2, SO2 hay CO những chất khí này thì có ảnh hưởng không tốt tới cơ thể sinh vật bên cạnh đó chúng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính vậy có những biện pháp nào để hạn chế ô nhiễm do khí thải em hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé đúng rồi một số biện pháp để hạn chế ô nhiễm do khí thải bao gồm kiểm soát khí thải từ các nhà máy hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân phòng chống cháy rừng bên cạnh đó cần tăng cường sử dụng các dạng năng lượng tái tạo em hãy tìm hiểu và kể tên các dạng năng lượng tái tạo chính xác năng lượng tái tạo hay còn được gọi là năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn ví dụ như năng lượng mặt trời năng lượng gió năng lượng thủy triều năng lượng sóng hay năng lượng điện nhiệt tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu về ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật có thể kể đến một số loại thuốc hóa học như thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ thuốc diệt nấm vậy để bảo vệ môi trường khỏi các hóa chất bảo vệ thực vật thì chúng ta cần sử dụng những biện pháp nào rất tốt. Chúng ta có thể thay thế thuốc bảo vệ thực vật hóa học bằng thuốc có nguồn gốc sinh học. Ngoài ra có thể sử dụng các loài thiên địch. Trong nông nghiệp, việc sử dụng ong mắt đỏ là một điển hình. Loài này thì thường để trứng ký sinh vào bên trong trứng của các loài sâu hại. Khi trứng của ong mắt đỏ nở, con non sẽ tiêu thụ dinh dưỡng từ bên trong trứng sâu, khiến trứng bị chết, không còn khả năng nở ra sâu hại. Do đó, ong mắt đỏ được ứng dụng trong việc tiêu diệt sâu đục thân. Còn ô nhiễm do chất phóng xạ có thể đến từ các nhà máy điện nguyên tử, từ các vụ thử vũ khí hạt nhân. Và để hạn chế tình trạng ô nhiễm này thì chúng ta cần kiểm soát hoạt động của các nhà máy điện nguyên tử, xử lý chất thải nhiễm phóng xạ trước khi thải ra ngoài môi trường. Chuyển sang ô nhiễm do sinh vật gây bệnh vi sinh vật gây bệnh cho người và động vật có thể phát triển mạnh trong môi trường chứa các chất thải không được thu gom và xử lý đúng cách có thể kể đến như phân động vật rác thải sinh hoạt và rác thải từ các bệnh viện vậy để hạn chế ô nhiễm do sinh vật gây bệnh thì chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào đúng rồi có thể kể đến một số biện pháp như để rác đúng nơi quy định xử lý rác thải đúng cách vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh đây chính là những biện pháp giúp chúng ta giảm thiểu ô nhiễm do sinh vật gây bệnh đấy quá trình xây dựng sinh hoạt và khai thác thải ra các loại vật liệu rắn đây chính là nguyên nhân gây ra ô nhiễm do chất thải rắn để có thể hạn chế tình trạng này chúng ta cần sử dụng tiết kiệm tận dụng hoặc tái sử dụng để hạn chế chất thải rắn bên cạnh đó cần thu gom phân loại và xử lý rác thải rắn đúng cách cuối cùng là ô nhiễm do nước thải nó có thể bắt nguồn từ các nhà máy và hoạt động sản xuất gây ô nhiễm nước rồi thải ra ngoài môi trường để khắc phục tình trạng này thì chúng ta cần xử lý nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường hạn chế sử dụng hóa chất gây ô nhiễm nước trong sản xuất ngoài ra có một biện pháp hết sức quan trọng để chúng ta bảo vệ môi trường, đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, em cần ghi nhớ hai nội dung chính sau đây. Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, tác động của con người đến môi trường ngày càng lớn. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường, từ đó gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến olm nhé. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.